Hello tất cả anh em, hôm nay là Quân Béo Mô Tô Vlog sẽ làm cho các bạn một clip giới thiệu về hướng dẫn, là chính xác hơn, hướng dẫn móc một cơn bô. Ai có thể làm được chúng ta hãy chuẩn bị đồ nghề để bắt đầu móc bô nhé các bạn nhé. Trước hết là chúng ta sẽ tháo cái cổ bô này ra đã. Tháo cổ bô này ra. Ok anh em, bây giờ Quân Béo Mô Tô sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Móc cái bô lên như nào? Móc một cái bô ấy thì là dòng dùng cho tất cả các dòng xe nào móc được. Anh em xem clip thì đều có thể lắp được, từ xe quay, gym rồi tất cả các dòng đều lắp được. Chúng ta kỹ năng chỉ cần gì? Hàn, biết một tí hàn hoặc là mang ra hàng hàn sắt, hàn inox các thứ là chúng ta đều có thể làm được hết. Chúng ta sẽ chỉ cho thợ làm được. Chúng mình cùng xem nhá. Ok anh em, khi chúng ta chuẩn bị móc bô thì đồ nghề chúng ta sẽ phải mua là những cái gì? Cái lưới tổ ong này các bạn này. Đấy, những cái mảnh lưới tổ ong này chúng ta có thể hoàn toàn mua được ở những cái hàng cơ khí, hàng ấy, hoặc ở trên phố cổ là những cái khu hàng thiếc. Và khi mà ấy xong rồi chúng ta sẽ hàn vào nhá. Đấy, chúng ta cuốn lại, cắt nhỏ này, cắt tròn ra, xong rồi cuốn lại đóng đinh tán này. Các bạn có thấy không? Những cái đinh tán nhôm này để làm gì? Để dòng hơi ra nó không bị phá cái lõi này. Cái này sẽ là lõi bô. Đấy, và đây này, các bạn thấy không? Đây là bên mình đã làm sẵn ra cho để các bạn xem. Và cái quan trọng nhất của nó là gì? Là cái sợi thủy tinh. Thủy tinh dạng sợi nhá các bạn nhá. Đây camera quay vào đây cho mình. Đây đoạn này là rõ ràng nhất này. Đấy, thủy tinh dạng sợi nhá các bạn nhá. Đấy, và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm tháo cái bô và móc bô. Ok anh em. Khi mà chúng ta làm cái vải thủy tinh này thì tốt nhất là chúng ta sẽ đeo vào những cái găng tay này, găng tay và bảo hộ lao động. Vì tại sao? Vì cái bông thủy tinh nó rất là ngứa. Đấy, nên là khi mà anh em tránh ra cái trường hợp mà mình làm xong bô là bị ngứa ngáy các thứ, nên là ảnh hưởng đến việc móc bô hoặc hành nghề nhá. Thì cái này là nên nhớ đeo đồ bảo hộ, găng tay, găng tiếc vào vì cái này rất là ngứa. Và khi làm thì chúng ta hãy dùng qua nước, nhưng mà cái đấy mình sẽ nói tiếp. Ok anh em. Chưa quen tháo nên tháo 4 con ốc gác để chân này nhá. Rồi ok anh em. Đây 4 con ốc gác để chân dưới chân gầm nhá các bạn nhá. Đây này. Camera quay đấy, 4 ốc để giữ cái bộ để chân này nhá. Còn đây là kỹ thuật viên bên mình thì nó thành thánh mẹ rồi về cái việc tháo này. Các bạn nhìn nó đá này. Điên đồ luôn đấy. Ấn chân vào chân phanh này, đấy, móc lựa ra như kiểu mần đi các bạn gái ấy, đấy, rất nhẹ nhàng. Cái này là bên mình là tháo quen rồi nên là nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian là tháo cái bộ gác chân ra, đấy, rất nhanh. Ok anh em. Sau khoảng 5 phút đây là bên mình đã tháo hết tất cả ra rồi. Đây, ốc này, các bạn này, những ốc zin của xe này để riêng ra nhá. Chúng ta sẽ để vào một khay. Vâng, như đây mình giới thiệu qua các bạn, khi tháo ra ốc tiếc để nguyên vào một khay, đồ nghề để nguyên vào khay, không phải di chuyển đi lại nhiều. Và đây, sau khi tháo hết tất cả ra, mình sẽ bắt đầu mổ cái bô ra, gọi là cắt nó, mổ cái bô này ra, tháo hết một vòng cũ ra và bắt đầu làm nhé. Và đây các bạn, sau khi mà bên mình đã, kỹ thuật viên đã cắt xong cái đít và cái đầu ra, bỏ cái cổ cũ đi, cổ cũ của nguyên bản của xe là cổ bằng sắt thì nó rất là dỉ. Đấy, rất dỉ. Và cái này là cái bầu này đúng không? Cái này là cái bầu đúng không? Bầu zin của bô này. Đấy, cắt bỏ đi để cho âm thanh lực và hoành tráng. Và đây, đầu bô đây, giật ra đi. Mình thổi. Thổi ra, ok. Chào con.
Anh em, bây giờ quân béo mô tô đã móc ra xong rồi. Đấy các bạn thấy không? Đây là những cái cũ ở trong trong bô bô zin của bạn, các bạn này. Đấy. Chúng ta sẽ, bởi vì tại sao quân béo phải cầm. Đấy, cũng có cả tiêu tổ ong này. Đấy, bầu lưới tổ ong bô zin đấy ạ. Và nó rất là nóng nên là mình sẽ phải cầm thế. Đây, chống hương hoa. Và bây giờ là công đoạn mình sẽ nhồi bông vào nha anh em nhé. Và đây nha anh em nhá, sau khi ấy là mình sẽ làm cái cổ mở to ra, cuối nóc mở to ra. Đấy, cái nóc vì thay bằng cái cổ sắt tỉ kia rồi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu hàn vào nhá. Bây giờ đã xong rồi. Làm gì anh? Bán cho mình ký tên này thôi. Bây giờ là đang kỹ thuật viên bên mình lắp lên để mình đem thử thế nào. Cứ làm nghỉ nhé các bạn nhé. Bắt đầu tua tốc nào. Nói thật với các bạn, đây là xe mình quay để hướng dẫn, thì đây là xe của kỹ thuật viên bên mình. Và cái này là mình móc từ một cái bô khác. Đấy, mình móc tặng cho cô em mình. Xe thì lên những cái đồ chơi rất là cơ bản, như là Xi'an R17 này, rất là đẹp luôn. Thế anh tặng em bô này nhá. Vâng, béo nhỏ thế. Em cảm ơn anh Quân. Mình sẽ đẹp lại lần nữa cho các bạn tua nằm nghỉ này. Đấy, rất là trầm đúng không? Bắt đầu tua tốc cao. Anh em để ý nhá, khi mà cái bô mới mình mới móc ra ấy, thì là bao giờ cái bông nó vẫn còn rất là ướt, nên là chạy khoảng tầm 3-4 hôm thì nó sẽ trầm tiếng được nữa, trầm hẳn tiếng đi được luôn, thì lúc đấy là bô sẽ về hoàn hảo, vì là cái bông nó sẽ về đúng cái vách, vị trí vách của nó. Đấy, vì là bông bây giờ mình là tại sao phải dùng bông ướt, vì bông ướt là mình sẽ nhồi được tối đa bông. Đấy, các bạn để ý nhá. Ok, cảm ơn anh em. Nếu thấy hữu ích thì like và share cho mình nhá. Nhớ gì nhở? Vũ nhở? Subscribe cho mình nhá. Cảm ơn các anh em. Nẹt lại đi. Và đây là khi chẩu tre test bô. Kiểu trịch vợ bạn không tiếc. Ui, bắn lửa luôn này. Toàn vòng tua mẹ 10.000, vãi cả lìn.